Chào cả nhà thân yêu nha. Đây là cái quả bí phi cá của mình trồng đây. Nhìn nó lớn không? Thấy thương không? Đó, nó đang rất là còn non. Cái cuống của nó rất là còn non luôn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem mình trồng bí phi cá nha. Ok, đây là cái trái. Đây là những cái dây mà nó bò lên. Rồi đây, đây là trước sân nhà mình. Đó, bí phi cá bắt đầu nó leo lên rất là tốt luôn. Rất là nhiều trái luôn các bạn ơi. Đây, lủng lẳng nè, hai em nè. Có em trong đây bị mất cái kẹt rồi. Đó, cho nên là còn ở đây. Bí này mình không biết các bạn khác trồng thế nào, chứ mình thấy trồng nó rất là dễ. Chỉ cắm nó xuống còn mình tưới nước thôi. Còn phân bón như thế nào thì mình trồng mấy cây, những cây khác phân bón làm sao thì nó cũng y chang vậy. Nó giống như con người mình cũng phải có ăn cơm, cũng phải có chất dinh dưỡng mới sống. Nó không có gì đặc biệt hết á, nó không có khó trồng. Trái nè các bạn, nó không biết các bạn có ăn, những bạn nào có ăn rồi thì mình không có nói ha, những bạn nào chưa ăn thì mình giới thiệu ha. Cái bí phi cá này ăn rất là đặc biệt hơn những loại bí khác, là cái ruột bí bên trong á, nó sẽ là màu trắng, mà khi mà mình nấu súp mình ăn á, thì nó sẽ có sợi sợi mà gấp lên như sợi bún vậy đó. Đây trái đây này các bạn. À, các bạn biết bún tàu không? Lúc mình gấp ra nó có sợi sợi như sợi bún vậy đó. Hôm trước mình có một lần mình làm gỏi bí phi cá đó, mình đăng ở trên trên mạng rồi á. Mình đăng trên YouTube của mình rồi đó. Đó, đây dây bí nè các bạn. À, bí này mình có thể là nấu súp ăn nè, hoặc mình làm gỏi. À, cái sợi bí bên trong màu trắng, nó giống như sợi bún, khác với bí sợi mì nha các bạn. Bí sợi mì thì cái cọng ở trong á, mình quào nó đó là nó cái màu nó màu vàng, còn cái này màu trắng, giống như người ta gọi là ăn bào ngư vi cá vậy đó. Còn cái này là vi cá, cái kiểu như vi cá chai. Trái nó nhiều lắm các bạn. Ngay đây có một dây một nè, mình đã bò nè. Ui trời, hết cái sân mình luôn rồi. Mình thấy trái nhiều lắm mà bây giờ để mình đi góc nào quay dễ xem nè. Đây, đây là một cái bông tươi nơ mơn mởn. Đây, thường thường á là ong nó sẽ thụ phấn. Mình không có làm, mình không có thụ phấn. Đây là bông đực nè. Đó, bông đực nè. Được một cái bông đực ha. Bên đây nữa. Đi qua đây. Thì bữa, có bữa nó nở bông đực không, mà có bữa nở toàn bông cái. Đây, một cái bông cái. Đó, có con ong nó chui đây nè. Chút nó bay qua bông đực, nó bay qua bông này nữa. Cái trái này nó sẽ, mai mốt nó sẽ đậu trái. Đó, tôi cưng nha. Đây. Mình thấy ở đây nó cũng đậu mấy trái rồi. Hôm qua mình nhìn mình thấy ngọn của nó các bạn, mình mà cắt là nó lên nhiều lắm á. Chỗ này hôm trước á mình không có cốt thì mình trồng nó, mình nhét hột thử coi nó có lên không. Rút cuộc lên thiệt. Đây nè, đây được một trái nè các bạn. Vài tuần nữa mình quay lại mình cho các bạn xem. Nhìn cưng ha. Cái thao rau ngổ của mình mùa đông nó chết rồi. Bây giờ nó bò lên thao rau ngổ nó sống luôn. Đó. Còn bên đây nữa để mình quay. Ồ, bên đây mình thấy có cái bông. Đây, không biết bông được hay bông cái nữa. Nó bị quấn quá trời quấn luôn rồi. Hai bông này bông được, con này bông được. Chút mình phải tỉa lá bớt. Đây bí phi cá đây. Trái này nó già rồi, nó khô rồi để mình ngắt. Ôi trời ơi. Chắc họ cắt trái này luôn nè các bạn. Được hai trái nè. Hai trái. Bên đây hình như được cũng được một trái nữa phải không ta? Nên mình trồng chậu. À bên đây nữa nè. Ở đây cũng được dây bí nữa nè các bạn. Đó. Rất là ngon luôn. Để vài tuần nữa mình sẽ quay lại coi mấy cái trái của nó có nhiều không nha các bạn. Có bạn nói một cái dây bí trồng thôi là nó ra được 50 trái đó. Để mình thử xem chuyến này mình có thành công không. Rồi, tạm biệt mọi người nha.